Chào mừng quý vị và bà con đến với game 1 của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Đến với game 1 thì hai đội chơi của chúng ta sẽ ngồi lên con thú nhún, sau đó hái những quả bóng bay ở trên cột. Đội nào cũng có một đội trưởng cầm micro để hướng dẫn đi qua đường trơn, sau đó quay qua vòng xoay này 3 vòng, sau đó về vạch đích, quay lưng lại vạch đích và tung bóng lại đằng sau để cho đội trưởng của mình dơ rổ ra hứng được. Đội nào mà hứng được một quả bóng thì sẽ lên đây nhận một phần sản phẩm của Cholet Make Food. Đội nào mà giành được nhiều sản phẩm của Cholet Make Food hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Mời tất cả quý vị bà con cổ vũ nhiệt tình cho hai đội. 3, 2, 1, bắt đầu! Nhanh lên, về chỗ cho người khác lên. Thương đi thẳng, dễ trái, dễ quay lại. Thơ tay cái cột đi kìa, đây, quay một tay cột đây. Dễ trái vòng, chị hai, dễ trái vòng. Quay. Lên, cố lên, hai, cố lên. Thương dừng lại, Thương ơi, đứng lên. Rồi. Sao mới phải một bước à, một bước. Chúng ta phải bước. Đông nào. Ôi, được rồi. Đi chứ mày. Cố lên. Đi vòng lại rồi, vòng tiếp. Lên cầu đi. Đây. À, không phải. Thằng khóc gì đấy. Thú nhún về, đội đỏ cầm thú nhún về. Quay vùng quanh cột. Quay vùng quanh. Nhanh lên, được một vòng rồi. Lê vòng nữa đi, nhanh lên nào. Vòng nữa, lên đi vòng nữa nào. Đi tiếp, đủ tiếp rồi đi. Đứng lên, đứng lên, bước lên hai bước. Rồi, đội đỏ, chúc mừng. Bước lên hai bước, từ từ. Rồi, anh đứng lên, đùi lại. Bước lên làm bước. Anh ơi, bước lên làm bước cơ mà. Quay lại đây, anh ơi. Ném. Lấy được. Lùi tiếp nào, anh ơi. Đi thẳng. Đi thẳng về đây. Rồi. Rồi, chúc mừng đội xanh. Tay phải dừng lại, đi lên tí nữa. Rồi, dừng lại nhé. Ok. Đội đỏ xuất sắc lắm. Đếm cùng MC nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm số sản phẩm ở trên bàn của cả hai đội. Đây là những chai tương ớt thơm ngon của Cholet Make Food. Ở trên bàn của đội xanh tôi thấy có 3 sản phẩm. Còn ở bên của đội đỏ tôi thấy có 7 sản phẩm. Nước tương này, rồi là mắm tôm này, lẩu mắm này, đấy. Rồi là kim chi này. Và với game 1 như thế này, chúng tôi xin chúc mừng đội đỏ đã giành chiến thắng game 1. Chúc mừng đội đỏ.
Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng Chulimix Food sẽ trao quà cho đội đỏ. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Chulimix Food. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn những khán giả vỗ tay nhiệt tình nhất trong game 1 vừa rồi. Đại diện cho ban trọng tài, tôi xin chọn chị Áo Hường ạ. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Việt Coco. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.